Chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ vô bếp để làm một món ăn trưa cho gia đình nha. Cái giờ này thì cũng còn sớm á, nhưng mà món ăn thì làm hơi lâu một tí, tại vì có cái khoảng thời gian chờ đợi nó cho món ăn nó nguội á thì nó hơi lâu, cho nên là mình sẽ vô bếp mình làm sớm. Món ăn đó thì cũng làm từ đậu thôi, đơn giản thôi nha mọi người. Giờ thì mời mọi người cùng vào bếp với mình nha. Nguyên liệu chính của món ăn của mình ngày hôm nay thì gồm có đậu nè. Đậu này hôm bữa là mình đã đông lạnh rồi, bây giờ mình đem ra mình nấu. Còn đây là một loại gạo của lúa mì á mọi người. Một loại lúa mì cổ đại mà người Ý người ta rất là hay ăn luôn. Thì bây giờ mình sẽ bắt nước lên để mình luộc. Thì có hai cái nồi nước, một nồi nước này là để luộc đậu, mình sẽ nấu cho nó sôi lên mình luộc đậu. Còn một cái nồi này thì để mình luộc cái gạo lúa mì. Thì gạo lúa mì là mình cho vô nước còn lạnh luôn nha. Giờ mình sẽ cân cái gạo lúa mì này, cân phân nửa nè, 250g cho 3 người để làm bữa ăn trưa nha. Mình sẽ cho đậu vô đây. Món này thì mình được ăn nhiều lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình làm luôn ha. Mình sẽ cho thêm chút muối. Trong lúc mà đợi luộc đậu với lại hạt gạo lúc mì á, thì mình sẽ đi xuống dưới sân để mình hái một ít lá rau húng tay. Thì rau húng tay đó rất là thơm luôn, mình sẽ trộn chung với món ăn này. Giờ mình sẽ đi xuống dưới sân để mình hái lá húng tay nha. Mình mới đi xuống sân để hái cái rau này nè mọi người. Ở bên ngoài bây giờ là 15 độ C nha, lạnh quéo luôn á. Cái rau này rất là thơm. Xong rồi đi hái rau húng lên, thấy là cái nồi này nó sôi, nó tràn tùm lum tá la hết trơn luôn rồi nè. Trời ơi, cái này thì không có bị tràn. Còn cái nồi này là nó tràn từ lưa hết trơn luôn. Này để mình nấu xong rồi mình dọn. Chảy đậu lên đây cho nó nguội với lại nó ráo nước. Cái hạt này nó màu nâu nâu như là gạo lứt của mình vậy ha. Giờ chín thì mình sẽ đổ thôi. Mình để này đợi cho các cái nguyên liệu này nó nguội hết thì mình mới tiến hành mình trộn. Để trong gỗ cho nó ráo nước thì nó nguội. Lá húng tay này thì mình rửa rồi nè, đang để cho nó khô. Còn cái cà chua này là cà chua ở trong vườn nhà nha mọi người. Trong vườn nhà hái được, đỏ đẹp ơi là đẹp luôn. Mình lửa ít trái để mình làm cái món này. Trái hơi to to chút. Cái cà chua này mình sắc nhỏ nhỏ như là làm salad vậy nè. Cà chua đỏ đẹp ơi là đẹp. Mình thì mới được chỉ cho nấu mấy món thôi. Thì món này là món mình làm lần đầu tiên luôn. Có được ăn nhiều lần rồi nhưng mà làm thì mới lần đầu. Cái lá này rất là thơm luôn nha mọi người. Hôm nay bữa trưa của gia đình mình thì đơn giản vậy đó, chỉ có món này thôi. Với ăn phô mai, trái cây. Thì thường thì
thì buổi trưa mình sẽ ăn ké với mẹ chồng mình á. Bữa nay thì mẹ chồng mình có khách, cho nên là mẹ chồng mình nói thôi bữa nay mình nấu bữa trưa đi. Ngày mai mẹ chồng mình sẽ nấu bữa trưa. Buổi chiều thì thường là tụi mình sẽ ăn riêng, tại vì mẹ chồng mình nó buổi chiều thì ăn rất là nhẹ luôn. Cái loại đồ ăn nó ít, rất là ít năng lượng. Mẹ sợ hai đứa ăn chung thì bị đói, cho nên là thôi hai đứa nấu ăn riêng đi. Cà chua mình sắc nhỏ nhỏ nha. Dao này hôm nay nó bị lục rồi, hổng anh mua đồ ảnh mài nó bén vô lắm luôn, mà sợ đứt tay lắm, giờ nó lục nhát rồi nè. Ngày trưa ảnh về kêu ảnh mài lại. Đồ ăn của Ý thì mình thấy cách làm thì nó cũng không có phức tạp nha mọi người, mà ăn thì thấy nó cũng ngon. Tất nhiên là mình cũng phải thèm đồ ăn Việt rồi, chứ không thể nào mà không thèm được. Rồi, hiện tại chỗ mình thì chưa có mua được đồ ăn Việt, cho nên là cứ tập ăn đồ Ý. Thôi chút xíu nữa là cắt luôn cái ngón tay này luôn rồi nè. Mình cắt đồ ăn thì nó lục như vậy đó, chứ cắt vô tay mình là bén ngớt à. Bây giờ thì nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng hết trơn rồi nè ha. Đậu đã nguội rồi nè, lúa mì này cũng nguội rồi nè, rồi rau húng cũng đã sắc nhỏ, cà chua cũng sắc nhỏ rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình trộn nó thôi. Trước tiên là lúa mì này mình bỏ vô hết. Rồi đậu này cũng cho vô luôn. Cái khăn này sạch nha mọi người ơi. Cái khăn này mình chỉ sử dụng để lau những cái rau quả thôi nha, cho nên là nó cũng sạch, nó không có gì hết. Ồ, giờ này mình cảm thấy đói bụng quá, thì mình sẽ cho cà chua vô, cho rau húng tay vô luôn. Mình cho thêm một chút xíu muối nè. Mình trộn vô. Rồi thấy mà chưa được thì mình nếm lại, chưa được thì thêm, chứ đây là lần đầu tiên mình làm luôn.
trong đều nó hết, mình sẽ nếm lại. Thấy chưa được thì mình sẽ nêm thêm. Còn đây là lần đầu tiên làm luôn cho nên là cũng chưa có kinh nghiệm đó mọi người ơi. Đây là bữa trưa của gia đình mình thì mình đã chuẩn bị xong rồi nè mọi người. Nhưng mà mình không phải là chỉ có nhiêu rau củ đây thôi nha. Cái này sẽ ăn kèm với lại phô mai và cá. Đây là một loại phô mai rất là nổi tiếng của Ý luôn nha. Đây là ăn kèm với cái món mình trộn hồi nãy đó. Và ăn kèm với cá hộp. Thì kèm với hai thứ này nữa. Nhưng mà hai thứ này là để tới lúc mà ăn thì mới sắc ra để ăn kèm với nhau. Còn bây giờ cái tô này thì mình sẽ đậy nắp lại và để cho nó thấm gia vị khoảng chừng hơn tiếng đồng hồ thì mới ăn được. Bữa nay là lần đầu tiên mà mình nấu bữa trưa bằng món Ý cho gia đình mình luôn á. Thì mình cũng có làm cái clip để chia sẻ với mọi người, để mọi người có thể biết cái món ăn của bên Ý như thế nào á. Thì thức ăn ở bên này cũng rất là dễ chế biến, không có cầu kỳ phức tạp gì hết. Nhưng mà ăn thì cũng ngon nha. Giờ hôm nay mình làm thì cũng khá là ổn. Thì cái clip của mình ngày hôm nay thì cũng xin phép tạm dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip sau nha mọi người. Xin chào tạm biệt.